Ngày 16 tháng 2, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong trên địa bàn. Theo đó, khoảng 0 giờ 15 phút, một xe máy chạy trên đường Linh Đông theo hướng từ đường Tô Ngọc Vân đi đường Phạm Văn Đồng. Khi xe máy tới trước siêu thị Bách Hóa Xanh thuộc phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức thì tông vào đuôi của xe tải đang dừng để dỡ hàng. Cú tông mạnh làm người đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Danh tính người chết được xác định là anh Ngô Minh Xê, 23 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân văng ra giữa đường, hư hỏng nặng. Đến 3 giờ sáng, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất.